nhiều năm sau khi quân cách xung thiên thần tướng bảo vệ đất nước khỏi hàng triệu quân xâm lược và cưỡi ngựa sắt bay về trời. Những kẻ thù khát máu chực chờ xâm chiếm đất nước một lần nữa. Anh hùng sẽ xuất hiện, quét sạch mọi quân thù. Vận mệnh nằm trong một lời tiên tri. Ở một nơi nào đó, vận mệnh đã bắt đầu. Hai người bạn cùng vợ nhỏ nay trở thành đối thủ. Vượt qua bao anh tài, họ đứng đầu cuộc tuyển chọn để tìm ra vị tướng quân kế thừa sức mạnh, Volkat Sung Thiên Thần Tướng. Ai sẽ chiến thắng và trở thành anh hùng dân tộc? Ai sẽ là truyền nhân của Volkat Sung Thiên Thần Tướng? Các vị anh hùng đã xuất thế, Blackbeard đại soái và Rix tướng quân, hai người bạn ấu thơ thì đã trở thành những người đứng đầu thiên hạ. Nhưng họ sẽ phải tranh đấu để kế thừa sức mạnh trong truyền thuyết. Ai sẽ là truyền nhân của Volkat Sung Thiên Thần Tướng đây? Khoan! Võ công cái thế thôi vẫn chưa đủ. Vị truyền nhân đích thực còn phải biết chiêu mộ nhân tài, điều binh khiển tướng để cùng nhau hợp lực chống lại kẻ thù. Ngay lúc đó, đã có các vị anh hùng xuất chúng lưu lạc trong thiên hạ xuất hiện, sẵn sàng để được chiêu mộ. Tất cả sẽ được sáng tỏ tại Showmatch Liên Quân, chung kết đấu trường danh vọng 2020. Chung kết 8 tháng 11 nhận quà free. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao của đấu trường danh vọng mùa đông 2020 và các giải đấu liên quân trên toàn thế giới.